Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng toàn thể quý Phật tử đang đến với chương trình Phật pháp nhiệm màu. Chương trình này được chủ nhiệm bởi Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất, cũng là vị chứng minh trong chương trình ngày hôm nay, xin được cung kính giới thiệu. Kính thưa quý vị, chứng minh trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 24 nhằm ngày 4 tháng 5 năm 2010 này còn có sự hiện diện chứng minh của Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang, phó ban thường trực khóa tu Phật thất. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phật tử Lê Thị Luyến, pháp danh Thanh Tường Phong, nhân vật chính trong chương trình chiều hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện đông đảo của quý thiện nam tín nữ Phật tử chính thức tham dự khóa tu Phật thất lần thứ 61, cũng như quý vị dự thính đã có mặt ở khắp các khu vực giảng đường. Xin những tràng pháo tay hoan nghênh chào mừng toàn thể quý liệt vị. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, đến với chương trình Phật pháp nhiệm màu chiều hôm nay, theo chúng tôi được biết thì cô Tường Phong đang hiện diện trên đây đã trải qua khá nhiều những khó khăn trăn trở trong cuộc đời. Ngay từ nhỏ bố đã bỏ đi, mẹ thì bị bệnh tâm thần. Ngay từ nhỏ xíu cô đã phải lăn lộn với cuộc đời, đã đi làm thuê làm mướn, chắt chiu từng đồng tiền tự lo cho việc học của mình và phụ giúp gia đình. Cứ thế thời gian trôi đi, cho đến năm đường vào học cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cô không thể tiếp tục cấp sách tới trường. Với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó bần cùng của gia đình, cô có ý nghĩ vào đời sớm, đi lấy một người chồng giàu sang để thoát khỏi cảnh thiếu trước hụt sau. Nhưng thật trớ trêu, khi có chồng rồi thì lại khổ vì chồng, khổ vì bố mẹ chồng. Cứ thế nỗi đau này chồng chất nỗi đau khác. Lúc này cô tưởng chừng như mình đã tuyệt vọng. Và cho đến mãi sau này, khi hiểu và thực hành lời Phật dạy, nỗi đau ấy mới phần nào nguôi ngoai. Và cũng chính từ đây cô đã tìm lại được sự tươi mát. Cô thấy cuộc đời mình dường như có nhiều ý nghĩa hơn, không còn muốn nhiều lần tự tử như trước kia nữa. Vâng, thưa cô Tường Phong, đến với chương trình Phật pháp nhiệm màu chiều hôm nay, cô có thể chia sẻ cho đại chúng được biết những nỗi khổ niềm đau mà cô đã trải qua mấy mươi năm, những nỗi khổ đó cụ thể như thế nào, mời cô cùng chia sẻ nhé. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy trụ trì chùa Hoàng Pháp, con kính bạch thầy dẫn chương trình cùng các quý thầy trong chùa Hoàng Pháp. Và con kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện nơi đây. Tên con là Lê Thị Luyến, pháp danh là Thanh Tường Phong. Lời đầu tiên con gửi đến quý thầy và cùng toàn thể đại chúng lời chúc sức khỏe và nụ cười an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Hôm nay đây con có được một duyên lành để dựa chương trình thuật pháp nhiệm màu, con xin được chia sẻ cùng với đại chúng ở trong chùa Hoàng Pháp. Có gì con sai sót xin đại chúng hãy hoan hỷ đại xá cho con. A Di Đà Phật. Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông ở vùng quê Thanh Hóa, có 6 anh chị em. Con là con thứ 6, con út trong gia đình. Khi con lớn lên thì bố mẹ con đã chia tay nhau, con ở với mẹ và một người anh trai. Khi con lên 6 tuổi, mẹ con bị bệnh tâm thần. Mẹ con đã dắt con đi lang thang đây đó, khi thì vào nhà thân để kiếm miếng cơm, khi thì đi lang thang ngoài đường, không có ai cho con ăn. Đến khi anh chị em chạy chữa cho mẹ con khỏi bệnh, mẹ con dẫn con đi đến trường. Năm khai giảng đầu tiên, con bước vào năm học, bộ quần áo cũ của con là để chào mừng năm học mới. Một mình con cất bước tới trường, nhưng sự học hành của con trong suốt một quãng đồng học sinh
ngược lại con lại học giỏi. Năm học lớp 5 và toàn năm học con năm nào cũng là lớp trưởng kiêm phó học tập. Năm lớp 5 con được đi dự đại hội toàn quốc ở Hà Nội. Do nhà con quá nghèo, mẹ con không có tiền cho con đi, kinh phí không có, quần áo đẹp con cũng không có để đi học, đi dự đại hội. Cho nên nhà trường phải cử một người bạn của con, và người bạn của con được đi dự đại hội ở Hà Nội về có chụp một tấm hình cho con xem. Con xem xong con nghĩ tuổi thơ của con sao mà khổ vậy. Con sinh ra gia đình quá nghèo, học hành của con chịu thiệt thòi quá, con tủi thân. Đến khi con học lên lớp 7, con được thi thi chuyên tỉnh về môn lý, giấy báo ở trên trường và báo về nhà, nhưng mẹ con lại giấu đi không cho con biết. Sau đấy bạn con có nói rằng: Liên ơi, tại sao bạn có tên ghi trên trường mà tại sao không đi thi? Thì con mới hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ biết nhưng mà nhà mình quá nghèo, mẹ không có tiền cho con đi thi đâu, kinh phí mẹ cũng không có, xe cũng không có mà cũng không có ai lai con đi cả. Thế rồi một lần nữa may mắn trong cuộc đời học sinh của con lại bị mất. Con tuy tuổi còn nhỏ nhưng vì nhà quá nghèo, anh con phải bỏ học để cho con được đi ăn học. Mẹ con lam lũ nuôi chúng con. Con phải đi làm thuê nửa ngày con đi học để lấy tiền mua sách vở đi học và đỡ đần cho mẹ. Vì là con quá thương mẹ con. Khi con học lên cấp 2, ngày đi thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, bạn bè của con ai cũng được, bố, mẹ, anh chị em, người thân dắt đến trường để chăm lo, chăm sóc trong ngày thi tốt nghiệp. Nhưng bản thân con chỉ có thui thủi một mình, cùng một cây bút và một tờ giấy trắng trên tay. Con nghĩ, con cảm thấy con tủi thân. Sao mà cuộc đời con sinh ra trong một gia đình nghèo như vậy? Thế cuộc đời con lại thiệt thòi nhiều cái quá. Chỉ duy nhất có một người bạn gái gọi con ra đường sau trường, cho con ăn 3 cái ngô luộc để con đi thi. Và bạn con dặn rằng: làm xong bài rồi sang phòng ném bài cho tớ. Bạn con bây giờ là một giáo viên. Đến khi điểm kỳ thi học cấp 2, con không phải thi lên cấp 3 mà con đứng cao nhất thứ hai trong trường. Con được tiến thẳng lên cấp 3. Nhưng do gia đình nhà con quá nghèo, mẹ con không cho đi học. Mẹ con bảo rằng: con ạ, cuộc sống nhà mình nghèo quá, con bỏ học cũng được, con gái học làm gì, thôi thì ở nhà giúp đỡ bố mẹ cũng được. Tuổi đời con chưa mấy nhưng con đã vã vấp quá nhiều. A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, con rất chán đời mà con cũng muốn bỏ đi. Con bỏ đi, con ước ao rằng có một người nào đấy giàu có để nhận con về làm con nuôi, để cho con được đi học tiếp. Nhưng con thương mẹ quá, con không thể đi nổi. Vì hoàn cảnh của con nghèo quá, con sống trong sự không có thương yêu của bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Con không có một sự đùm bọc tình cảm, thiếu thốn về vật chất lẫn cả tinh thần. Con chán lắm, tuổi đời con chưa tới 20 mà con đã nghĩ đến đi lấy chồng. Con lấy một người nhà chồng nhà giàu, con nghĩ rằng cuộc đời con sẽ thay đổi, để con có tiền, con giúp đỡ mẹ con trong những lúc khó khăn khổ cực. Nhưng nào ngờ cuộc đời của con lại còn trớ trêu cay đắng hơn khi mà con bước chân về nhà chồng. Gia đình nhà chồng đối xử với con như một người ở, mặc dù ở ngoài người ta cứ nghĩ rằng con là một con chuột sa chính gạo, nhưng con đâu có được như vậy. Hàng ngày con phải làm việc từ 4 giờ sáng cho đến khuya. Bữa ăn của con, họ ăn sáng nhưng họ không cho con ăn đâu. Mỗi bữa con chỉ có một bát cơm thôi. Làm việc cực nhọc nhưng suốt ngày con bị hắt hủi. Con không dám cãi lại đâu. Khi đêm con nghĩ rằng cuộc đời của mình tại sao mà lại cứ khổ thế. Sống con cũng không dám nói ai một câu. Con cứ thui thủi một mình như vậy. Con mang thai được 2 tháng thì gia đình nhà con cho con ở riêng. Sau đó con phải quỳ xuống con xin bố: con không có tiền vốn để con làm ăn, bố cho con ở lại để cho con giúp gia đình, cho con kiếm cơm con ăn. Thế là hàng ngày con lại bị hắt hủi vì
có thai cho nên con yếu ớt, con không làm được mấy. Suốt ngày con bị chửi, bị mắng. Thế rồi con chán, nhiều hôm con khóc khô cả cạn dòng nước mắt ở trong đêm có mỗi một mình, vì chồng con cũng chẳng quan tâm đến con gì cả. Con không biết cuộc đời của mình sẽ như thế nào, tại sao lại bạc béo như vậy, tại sao lại cay đắng như vậy. Con than thân trách phận, con chẳng biết làm sao được. Nhiều đêm thanh vắng con đã ra bờ giếng, con đứng con muốn nhảy xuống giếng thì con tự tử. Con kết liễu một đời người có con, nhưng nghĩ đến đứa con ở trong bụng con không dám làm. Con nghĩ rằng nó có tội tình gì đâu mà con phải giết cả theo con, cho nên con lại quay trở vào. Cuộc sống cứ như vậy. Đến khi mùa xuân đến, nhà ai cũng có cái Tết ngon lành, thì con sinh con ra chỉ có hai mẹ con nhà con sống trong gia cảnh đấy. Bố mẹ chồng thì có cỗ cao mâm đầy. Con cứ nghĩ rằng cái Tết năm này chắc là mình và con mình sẽ được bữa ăn ngon đấy. Nhưng gia đình mẹ chồng con có cho con ăn đâu. Con dọn cổ xong, cũng giả tiền xong rồi, gia đình họ bê xuống ăn nhưng chẳng nói năng gì đến mẹ con nhà con cả. Con tủi thân quá, cay đắng quá mà con không dám khóc, con không thể khóc nổi được. Con phải xin bố mẹ chồng cho con một năm muối trắng để ăn với cơm. Thế là cái Tết năm đấy, hai mẹ con nhà con lại ăn cơm muối trắng. Con sinh con ra mà tiền không có mua sữa cho con uống, quần áo cũng không có cái để con mặc, con phải đi xin thường bộ quần áo cũ của hàng xóm để cho con trai con mặc. Một lần nữa, con không biết do đâu, con không nghĩ do đâu cả mà cuộc đời của con lại từ cái buồn này đến cái buồn khác, từ cái khổ này đến cái khổ khác. Nhiều đêm con nghĩ rằng chắc con phải gửi con cho bố mẹ, cho mẹ con nuôi. Con cầm một cái chứng minh thư đấy, con đi ra ngoài đường ô tô đâm cho con chết, để con lấy tiền để con sau này con gửi đi để cho con trai con lớn lên có cái sinh nhai. Nhưng nghĩ rồi thương con, sau này con lớn rồi ai dạy dỗ nuôi con cái, con lại không thể làm được. Cuộc sống cứ như vậy, con bị đối xử như vậy, cãi con không dám cãi lại bố mẹ chồng đâu, mà con cũng không bao giờ con dám nói một câu gì hết. Mà tại sao bố mẹ chồng con phải đối xử với con như vậy, con cũng không hiểu từ đâu cả. Con cay đắng quá, con khổ quá do bố chồng sống như vậy. Chồng con đã bỏ đi xa, để lại cho con chưa đầy 20 tuổi đầu nuôi một đứa con thơ mới 7 tháng tuổi. Con nghĩ con buồn, con chán, con phải xin bố mẹ chồng để về quê mẹ sinh sống, và con nuôi chí trả thù bằng cách con gửi con cho bố cho mẹ con. Con đi xin công ăn việc làm, con xin công ăn việc làm rồi tháng đầu con chỉ có 300.000 tiền lương thôi, đến tháng thứ hai con được lên 400, dần dần con được lên 600.000. Sau đó bữa cơm của con đi ăn chỉ có 2.000 đồng thôi, còn đâu con dành dụng tiền để con mua những bộ quần áo đẹp, con mua những đôi giày đẹp và con mua một chiếc xe đạp để con về. Con về con lai con nhờ con về quê ngồi để con trả thù bằng cách là xa gia đình chồng con vẫn có một cuộc sống tốt đẹp và tử tế hơn. Năm 99 chị con dẫn con đi chùa. Con đi chùa con cũng không biết lễ Phật, con cũng không biết Phật nào với Phật nào cả. Thì chị con cũng chỉ dặn con là em ạ, đi chùa cho bớt khổ đi. Em kiếm những đồng tiền về em bỏ vào hòm công đức đấy, rồi em cầu Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con cho em. Con cũng cứ làm như vậy và cuộc sống con cũng thanh thản lên. Con xin A Di Đà Phật, con xin kính thưa đại chúng, cuộc đời của con không biết khổ từ đâu đến và con cũng không biết giải thoát cái khổ từ đâu. Có những lúc con muốn cay đắng quá, con muốn chết liễu cuộc đời của con để xong một kiếp người. Có một người con gái mà khi bao nhiêu nỗi khổ nó chồng chất lên con, nhỏ thì bố mẹ không quan tâm, thiếu thốn gia đình, lớn lên đi lấy chồng thì chồng bỏ rơi, bố mẹ chồng đối xử tệ bạc. Nhiều khi con cay nghiệt cuộc đời lắm.
Vâng, kính thưa đại chúng, trên cuộc đời này thì mỗi người mỗi cảnh, mỗi cuộc đời mỗi cảnh khác nhau, không ai giống ai cả. Đôi lúc chúng ta thầm tự hỏi, tại sao có người khổ cực, đau khổ đến thế? Chúng ta là một người Phật tử thì chúng ta hiểu rằng tất cả là do nhân quả. Muốn biết nhân của đời trước thì hãy nhìn quả ở hiện tại, và muốn biết quả của tương lai thì hãy nhìn nhân ở hiện tại. Nếu một người nào đó sống ác mà vẫn được sung sướng, giàu có là vì cái quả ác của họ chưa trổ. Một khi quả ác đã đến thì họ sẽ biết ngay. Nếu một người luôn làm thiện, hướng thiện giúp đỡ mọi người, nhưng họ vẫn nghèo đói khổ cực là vì cái quả thiện của họ chưa đến. Khi quả thiện đã hội đủ, đã đến thì họ chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bên lẽ có câu rằng là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Chúng sinh trong đó có chúng ta nữa đấy. Đôi lúc vì cái lợi trước mắt, chúng ta bất chấp tất cả, chẳng màng tội lỗi để mang lợi về mình. Khi cái quả trổ ra rồi thì chúng ta ăn năn hối hận thì e rằng đã muộn màng. Trong cuộc sống đồng ý với nhau rằng thì chúng ta luôn phải nhìn lên, nhìn lên, phải luôn có mục đích hướng tới mục tiêu lý tưởng của mình. Nhưng đôi lúc chúng ta cần phải dừng lại để nhìn với chính mình, và nhìn xuống một chút để thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Chúng ta ra đường vẫn thấy những người ăn xin, đôi khi họ không còn chân để đi xin từng đồng bạc để kiếm cơm qua ngày. Đôi khi họ không có mắt, không có tai để nghe, có mắt để nhìn. Và chúng ta nhìn xuống để chúng ta biết rằng chúng ta hạnh phúc, chúng ta còn có thể tu tập được nữa. Chúng ta biết được đời này đau khổ, nghiệp chướng luôn đến với chúng ta, đó là do nhân quả. Vậy thì nếu là người Phật tử thì không nên than trời trách đất, mà chúng ta biết rồi, vì cái gieo nhân xấu nên chúng ta phải trả quả. Vậy thì phải hướng đến những gì tốt đẹp nhất, chắc chắn điều lành không trước thì sau cũng đến với ta. Thưa Phật tử Hư Tượng Phong, có phải chăng lời Phật dạy đã chuyển hóa bản thân cô cũng như người thân trong gia đình của cô? Cô đến với Phật Pháp như thế nào, và trong khi hành trì tu tập thông qua lời Phật dạy, cô cảm nhận được điều gì? Mời cô cùng chia sẻ với đại chúng nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, con từ cái khổ nỗi đau này đến nỗi đau khác, từ nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Con năm 1999, chị con có dẫn con đi chùa và con làm những việc như là lễ Phật, cúng dường, rồi nghe theo lời chị con là cầu Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con, thì cuộc sống của con cũng đỡ vất vả, đỡ khó khăn hơn. Chúng con có những bữa cơm ngon, những manh áo ấm, những bộ quần áo đẹp. Nhưng cái khổ tâm của con nó vẫn còn ở trong con. Bởi vì cũng sau năm ấy là năm 2000, con có lấy thêm một người chồng nữa. Cay nghiệt cuộc đời lại đến với con về oan gia bố chồng. Con lấy anh ấy ngày 26 Tết, đến ngày 28 Tết, bố chồng con bảo con đưa tiền để đi sắm Tết. Trong túi con chỉ còn mỗi 300.000 đồng. Con đưa, con bảo bố ạ, con còn 300.000 thôi thì để đi sắm Tết cùng với bố. Nhưng rồi con cũng không hiểu tại sao, do nghiệp chướng của con hay là do cũng con quá nghèo, bố chồng con đã ném những đồng tiền ấy vào mặt con và bảo rằng tao không cần những đồng tiền này, và đánh con, đuổi con, ném hết đồ của con ra ngoài đường, chửi con từ chiều cho đến nửa đêm. Con lại một lần nữa con cay nghiệt trong cuộc đời,
con không nói nửa lời nào nguyên cả một ngày hôm đấy cho đến nửa đêm. Con chán, con không còn lối thoát. Cho dù cuộc sống của con về mặt vật chất nó có hơi đỡ, nhưng về tinh thần tại sao con không có một lời an ủi, con không có một lời động viên. Chồng con cũng không có động viên con một câu nào hết. Con chán quá, con chạy ra con sông đầu làng để con lại muốn tự tử một lần nữa. Khi con nhìn xuống dòng sông, con bước xuống, nhưng mà con sông đấy lại cạn, nó không có đủ để cho con được tự tử. Con không biết làm sao được, con đẩy lên bờ, con chạy mãi, con chạy được trước. Đến khi con nghe thấy tiếng chạy đằng sau, thì đây lại là tiếng chạy của chồng con. Chồng con lùa theo con và cõng con chạy khoảng chừng 4 cây số. Trong nửa đêm, 12 giờ đêm, chúng con đi bắt xe ôm ra đường 1 để đi về quê mẹ con trong ngày 29 Tết. Năm đấy là tháng thiếu là ngày 30 Tết. Về đến nơi rồi ai cũng hỏi con tại sao mới cưới mà lại đi về đây, chế xe cô ở đâu. Con nói dối rằng xe công an bắt rồi, giữ rồi, cho nên con không có tiền chuộc, con phải quay trở về, con không về được quê ngoại. Trong gia đình nhà con không có ai biết một cái việc đấy cả. Và cứ hàng năm, hàng tháng làm phận dâu, con phải đi về quê ngoại để thăm bố chồng và thăm viếng gia tiên, thăm anh em họ hàng. Nhưng con cũng không hiểu làm sao cứ mỗi một lần con về thì bố con lại chửi con, lại mắng con là con dụ dỗ, con quyến rũ chồng con để chồng con lấy con. Bởi vì chồng con là một người con trai chưa có vợ, mà con lại một người con gái có con rồi. Nhiều khi con nghĩ con buồn quá, con chán, mà chồng con cũng không an ủi con được một câu đâu. Có những hôm bố chồng con chửi nhiều quá, anh cũng không làm sao được, anh ấy đánh con ở nhà và người bác con chạy sang ôm lấy con để cho con chạy về quê. Và con lại tiếp tục ra bắt xe đi về quê mẹ. Bao nhiêu lần như vậy cho đến lúc con không dám bước về quê chồng nữa. Và đến năm 2006, con cũng đi chùa như mọi khi, nhưng không hiểu hôm đấy làm sao là ngày mùng một Tết thì hàng tháng lúc nào chồng con cũng lai con và con trai con đi chùa, nhưng chồng con không bao giờ đi vào chùa cả. Chồng con chỉ đứng ở ngoài cổng thôi. Và để cho con và con trai con vào chùa, cũng không hiểu làm sao năm ấy con bước chân vào chùa, con vào chánh điện lễ Phật xong thì tự nhiên con đi vào phòng bán băng đĩa của chùa ấy. Con vào đấy, con nhìn xuống thì con thấy một cái đĩa có để có chữ Phật. Con thích lắm, nhưng mà có một người bên cạnh cũng thích. Thế là con phân vân mãi, thế cuối cùng con phát nhường cho họ. Và con mua 3 cái đĩa, một cái đĩa là Nụ Cười Di Lặc, một cái đĩa là Vô Tâm và một đĩa là Lời Cầu Nguyện Đầu Năm. Sau đấy con mua 2 quyển sách, một quyển Tu Nhà và một quyển Đạo Đời của chủ nhiệm là thầy Thích Chân Tính. Con nhìn thấy lòng con hân hoan như người được của ấy. Con về nhà con mở ra, con rủ những người hàng xóm, con rủ những người anh em của con và gia đình con tụ tập lại xem mấy cái đĩa đấy. Thì ai ai cũng mừng, ai ai cũng thích khi nghe thầy thuyết giảng ở trong đĩa đấy. Và các đại chúng cũng đứng rồi cũng niệm Phật, rồi chắp tay lại đấy. Cả bao nhiêu người ngồi xem như có mình con làm theo. Có mình con làm theo giống như trong đĩa. Chồng con mới bảo con là em bị làm sao ấy. Nhưng mà A Di Đà Phật, con kính thưa đại chúng, không hiểu làm sao mà con hạnh phúc quá, con mừng quá. Khi con nghe thấy thầy thuyết giảng và con nhìn thấy đại chúng ấy, lòng con nỗi mừng của con không thể tả được. Mà con nhìn thầy hiền như một ông Bụt ấy. Tự nhiên bao nhiêu nỗi buồn, nỗi đau của con không có còn nữa. Con cảm thấy con bảo, à thế là từ nay trở đi mình lúc nào buồn cứ mở đĩa ra để xem, và lúc nào đau khổ quá cứ mở đĩa ra xem cho hết đau khổ.
Thế là từ đấy trở đi con cứ hay mở cái đĩa để xem, và con đưa cho anh rể con xem, chị gái con xem, rồi quyển tu nhà con đọc, rồi cả nhà con đọc. Và con trong quyển tu nhà thầy có dạy là một tháng gia đình phải khuyên con ăn chay 4 ngày. Thế nhưng con khuyên con trai ăn chay 4 ngày, con ăn 2 ngày, còn chồng con ăn chỉ có 2 ngày thôi. Con cũng ăn 2 ngày, sau đấy con ăn lên 4 ngày, sau con lên 10 ngày, và sau con ăn đến trường chay luôn. A Di Đà Phật. Và từ đấy gia đình nhà con nghe trong đĩa các đại chúng niệm Phật ấy, thì con cũng niệm Phật, con cũng tự ngồi một mình con niệm Phật. Sau đấy rồi con cũng khuyên chồng con niệm Phật và con trai con niệm Phật. Thế cả nhà con cứ 8 giờ tối là ăn cơm xong là ngồi trái cái chiếu niệm Phật và thi nhau xem ai niệm to hơn, ai niệm được nhiều hơn, có phần thưởng. Di Đà Phật. Thế là con cảm thấy con không còn buồn nữa, mà con cũng không còn khổ nữa. Sau đấy có một bác Phật tử ấy, bác cho con mượn một cái cuốn là cuốn Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con có đọc, và con đọc đến cái đoạn rằng là khi Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh trong núi tuyết, Ngài vẫn chưa tìm thấy chân lý, Ngài đã ra dòng suối tắm, và có một cô mục nữ ấy, cô dâng một bát sữa cúng dường cho Ngài. Nhưng cô đứng xa quá, và cái thờ con nhớ trong chuyện đấy là con nói là cái ngày đấy là những người dân không được nhìn tu sĩ gì đấy. Thì con nhớ Đức Phật có nói rằng con hãy lại đây với ta, không có một đẳng cấp nào khi máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ôi, con cảm thấy con hạnh phúc quá. Con nghĩ đúng đây rồi. Đây là một câu nói của Đức Phật, nhưng mà làm cho con như là người con gặp mẹ, như tìm thấy cha. Con hạnh phúc vô cùng, con không thể tả được. Thế là cứ mỗi lần xem đĩa con ước ao. Ước ao làm sao mà cả chồng con cũng ước ao nữa, và con cũng ước ao nữa, và những hàng người hàng xóm của con cũng ước ao nữa. Ước ao làm sao mà được gặp thầy ấy, được gặp trực tiếp thầy và người thầy thuyết pháp. Và quý duyên lành đã đến cho chúng con được gặp cuối tháng 10 năm 2006. Có bác Phật tử gọi điện cho con là: cháu ơi, ở trên chùa Thanh Hà có thầy ngày mai về thuyết pháp, cháu lên mà xem. Rất là hay đấy, mà tốt lắm, cháu cứ đi và rủ nhiều người đi xem. Thế là con, gia đình nhà con đi cả một cái đêm hôm đấy, con đi khắp làng. Con đi khắp làng, ai thân quen với con rủ đi chùa nghe pháp luôn. Đến ngày hôm sau, thế là mọi người cùng với con ra đường bắt xe buýt lên chùa nghe thầy thuyết pháp. A Di Đà Phật. Đến nơi thì chùa chật cứng đông người, các con chỉ được đứng ngoài cổng chùa để nhìn nghe thầy thuyết pháp mà thôi. Nhưng trong khi đấy lòng con lại nổi lên một cái niềm vui hạnh phúc, và có những cái mà con nghĩ rằng con ước ao, con lại ước ao một lần nữa, con ước ao làm sao mà con được gặp trực tiếp thầy. Và đến chiều cũng không biết do duyên nào mà con lại được gặp thầy. Và thầy đã khai thị cho con, thầy đã dạy cho con niệm Phật, thầy đã dạy cho con biết làm lành tránh dữ, thầy đã dạy cho con tu học. Và từ đấy giờ đi, thầy toàn gửi kinh sách và đĩa về cho chúng con cùng nhau tu học. Con A Di Đà Phật, con kính thưa đại chúng, con không tu học một mình đâu ạ. Mà con trong lòng con, cái tâm của con mộ đạo đến mức là con ham mê. Là 2 giờ sáng là con dậy con tụng kinh niệm Phật. Trưa con cũng tụng kinh niệm Phật. Chiều con cũng tụng kinh niệm Phật. Tối con ngồi thiền niệm Phật. Mà đến chồng con, đấy là chồng con sợ con là ham mê về Phật pháp quá thì quên lãng gia đình và chồng con, cho nên chồng con cũng có khuyên con nhưng con lại cãi lại. Con cho là mình đã biết rồi, chồng con không biết gì cả,
Vì có những lần con đi đưa đĩa, con đi đưa sách và con đưa sách đĩa và khuyên người ta niệm Phật ấy, con đi đến các nhà, các gia đình ấy, thì con giấu chồng con không nói cho chồng con biết đâu. Con giấu, con đi một mình, thì chồng con cứ nghĩ là con đi chơi. Thì xong bắt đầu là về nói con không được, con cãi, con cho mình là biết, cái chữ biết ở trong con nó lớn quá, cho nên con cãi chồng, chồng con đánh con, đánh con thật là đánh con đau lắm, đánh mà đánh rã rời đó. Con cứ ngồi im một mình để cho chồng con đánh, con bảo chịu đòn nhiều rồi, bây giờ con nghĩ vậy á, chịu đòn nhiều bây giờ chịu một lần nữa cũng không sao, miễn sao mọi người biết niệm Phật là được rồi, đấy, được như mình là được. Thế sau đấy đau quá con không thể chịu được, con mới bảo thôi anh ơi, thôi để em nói, để chồng con mới không đánh nữa. Sau đấy khi bình tĩnh lại, con có nói với chồng con rằng cuộc đời của em ấy khổ đau quá nhiều rồi, và con cũng có kể cái cuộc đời của con cho chồng con nghe, từ khi con cực khổ như vậy và đến lúc lấy cái người chồng thứ hai này, và đến khi mà con đi biết đi chùa, biết đến Phật Pháp, thì niềm an vui hạnh phúc ở trong con nó trào dâng lên, con không kìm nén được, cho nên con mới ham mê như vậy. Tự nhiên chồng con lại quay lại, lại thương con, lại nói rằng là thôi anh hiểu rồi, bây giờ em cứ làm những việc đấy đi, nhưng mà với điều kiện là em phải chia cái thời khóa ra để làm, và anh đi làm về rồi anh chở đi đến nhà người ta, chứ nhỡ em đi nhưng mà em trốn, em đi chơi, em đi với ai thì làm nào đấy. Thế là từ đấy trở đi, con nghe chồng con, thế con cũng chia thời khóa ra là 4 giờ sáng con dậy trì chú niệm Phật, chiều 5 giờ con niệm Phật, và tối 8 rưỡi con ngồi thiền. Con ngồi, và từ đấy con cũng không phải làm một mình, mà con làm với những người hàng xóm, những người bạn và những em học sinh. Có một điều lạ, con không hiểu tại sao những em học sinh cứ ở đâu ấy, cứ hỏi thăm đến nhà con, rồi nhờ con bảo là cô biết cái gì dạy cho cháu biết với về Phật Pháp, cháu thích lắm, cháu thích thành Phật. Rồi thế là con cũng dạy luôn, bởi vì con biết gì con dạy từ đấy, con khổ nhiều rồi mà con biết đến Phật Pháp, con hạnh phúc quá rồi, cho nên con dạy luôn. Thế là những người đi cùng với con ấy, thì cũng tối sang niệm Phật rồi ngồi thiền, rồi tụng kinh, rồi có những ngày lễ vía của Đức Phật, các con cũng hợp nhau lại tụng kinh niệm Phật và phóng sinh. Thường thường thì chúng con làm trong những ngày 14, 15, mùng 1 và 30, chúng con vân tập lại nhà con để con làm, và chồng con từ đấy trở đi cũng không con bắt con đi làm để kiếm tiền nữa, mà chỉ cho con ở nhà tụng kinh niệm Phật với mọi người thôi. Niềm hạnh phúc của con đúng là Phật Pháp nhiệm màu, ánh sáng đến nhà con, thật là con hạnh phúc vô cùng, con không thể nói được. Vì con nghĩ rằng cuộc đời của con chắc là tăm tối đóng lại rồi, và hạnh phúc không bao giờ hé mở, nhưng duyên lành con đã được đến biết đến ánh sáng Phật Pháp đã cứu rỗi cuộc đời của con. Bởi vì bản thân con nghĩ rằng anh em, bè bạn và chồng con, bố mẹ có thương con thì cũng chỉ cho con ăn bữa cơm cho no, bộ quần áo mặc cho ấm mà thôi, lời an ủi một phần nào đấy thôi. Nhưng suốt cuộc đời con biết nương nhựa vào đâu, và ai là người cho con cuộc sống an vui hạnh phúc ở đời này và mai sau. Cho nên khi biết đến Phật Pháp, ánh sáng của Đức Phật đã cho con một cuộc sống an vui và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, con không thể nói thành lời được khi hạnh phúc cứ đến với con là như vậy. Những ngày các em nghỉ học ấy, thì các em cứ lại nhà con rồi đọc sách, rồi xem đĩa, niệm Phật, và con cũng tập cho các em ngồi thiền, và các em cũng ngồi thiền. Từ đấy các em cũng biết yêu thương bố mẹ, biết nói lời từ ái với bạn bè, và biết thương yêu tất cả những người nghèo. Trong cái những người Phật tử mà đi cùng với con ấy, cùng tụng kinh niệm Phật ấy, có một gia đình nhà anh Phật tử đấy,
Trước đây anh ấy cũng nhà gia đình cũng làm thịt lợn ấy, mổ heo ấy để bán thịt lợn ấy. Nhưng ngày anh ấy biết Phật pháp, anh ấy sợ quá, anh ấy cũng không làm nữa và gia đình cũng chuyên tâm niệm Phật, quy y Tam Bảo. Và có một người con thứ hai là đi xuất gia học Phật. Con cảm thấy con cũng hạnh phúc vô cùng. A Di Đà Phật, ngồi trước đại chúng đây mà con cảm động quá. Bởi vì rằng là con không nghĩ rằng con lại có được một ngày hôm nay để con được gặp Thầy, con được gặp đại chúng ở trong đạo tràng này. Bởi vì từ ngày con biết đến Phật pháp, gia đình nhà con đều quy y Tam Bảo hết, anh chị em nhà con cũng quy y Tam Bảo hết, và những người hàng xóm của con cũng quy y Tam Bảo. Con đã dẫn được 60 người đi quy y Tam Bảo, trong đó có gia đình chị gái anh rể của con ấy, thứ hai ấy, anh ấy ăn trường chay và cũng tu tại gia. Và anh cũng hướng Phật pháp cho mọi người đều biết, cũng khuyên mọi người ăn chay, niệm Phật, phóng sinh, bố thí. Kính thưa đại chúng rằng anh con trước đây, anh con không biết đi lễ chùa đâu, anh con không biết Phật là cái gì đâu, mà anh con cố chấp lắm. Anh con nhìn thấy con ăn chay, niệm Phật như vậy, đầu tiên là anh con chửi con, nhưng mà dần dần anh con không hiểu tại sao ấy. Thế là có những người nghèo vào xin ấy, con nói với anh rằng anh nên bố thí cho người ta một ít. Thì anh con có nói là thương chỉ có Đức Phật thôi, Đức Phật mới thương, còn mà mình thì lấy đâu ra mà thương. Đấy, thế là con mới bảo là thì mình nghèo thì mình bố thí nghèo, Đức Phật thương người thì mình cũng học cái tính Đức Phật để rồi chuyển hóa cuộc đời cho bớt nghèo, bớt khổ đi. Thế là từ đấy đi, con rủ anh con đi chùa. Con rủ anh con đi chùa, con nói là em làm như thế nào đến chùa, em gặp thầy, em vái như thế nào, anh cứ thế vái theo em. Em lễ Phật như thế nào, anh cũng cứ lễ giống em. Thế là con dẫn anh con đi chùa, rồi cháu con đi chùa ngày mùng một Tết năm nào cũng vậy. Mẹ con từ đấy trở đi khỏe lên, không bao giờ bị ốm đau và cũng không bao giờ bị phuồn não và buồn phiền về cái cuộc sống lam lũ của mình nữa. Mẹ con vui hẳn lên, khỏe hẳn lên. Đúng là Phật pháp rất là nhiệm màu. Cuộc đời tối tăm đã khép lại, ánh sáng Phật pháp đã đến với cuộc đời con, gia đình con, những người hàng xóm của con, những anh em thân bằng quen thuộc của con. Cho nên con đã có một ngày hôm nay để được gặp thầy trụ trì, gặp các quý thầy trong chùa Hoằng Pháp và gặp được các đại chúng ở đây. Con cảm thấy rất hạnh phúc. Con cảm thấy đại chúng rất là dễ thương. Ai con cũng muốn gần gũi. Nhiều khi con cứ nghĩ rằng tại sao con không biết Phật pháp sớm hơn. Ví dụ con biết cái lúc con đi học mà con được học lớp 5 đấy, tại sao không con biết đi? Con nghĩ như vậy để con biết đi, để cho con cuộc đời con đỡ khổ đi. Nhưng con nghĩ như thế rồi con lại nghĩ, hay lúc đấy mình chưa biết cũng được, tại sao không biết lúc năm lúc lớp 7 đi? Tại sao con lại nghĩ thôi lúc năm lớp 7 con không biết cũng được, nên sao đến cấp 3, cấp 2 con cũng không biết đi? Ủa con lại nghĩ tại sao con lại cũng không biết cái lúc con đi lấy chồng như vậy, khổ như vậy, tại sao con không biết đi để con giải thoát đau khổ ngay từ lúc đấy? Có phải cuộc đời của con đỡ khổ đi bao nhiêu không? Nhưng ngược lại, thưa đại chúng, con cũng rất là hạnh phúc hơn là đến bây giờ con đã biết được đến ánh sáng Phật pháp. Điều đó cũng chưa muộn đối với con. Sự học hỏi của con cũng chưa được nhiều, con cũng chưa biết lắm bằng đại chúng ở đây. Thực ra lần đầu tiên con đi vào trong này, con nhìn thấy đại chúng ai cũng đẹp, ai cũng xinh và ai cũng biết lễ nghi, ai nghi, nhưng con chẳng biết gì cả. Con ngơ ngơ ngáo ngáo ấy, mà con không biết một cái gì cả. Nhưng sau đấy được những người gần gũi con ấy hướng dẫn cho con ấy, cho nên con cũng biết được chút chút thôi. Lời con muốn nói với đến đại chúng rằng con học hỏi chẳng được mấy cả,
mà con cũng chưa biết gì trong biển học mênh mông, con không biết gì hết. Nhưng con chỉ mong mỏi và khuyên mọi người làm sao mà biết làm lành tránh dữ, biết tin sâu vào nhân quả, ai cũng biết đi chùa, lễ Phật, cúng dường, phóng sinh, bố thí, nghe học giáo lý của Đức Phật, để rồi sống một cuộc đời an lạc và hạnh phúc. Bởi vì chính cuộc đời của con, sau khi con học Phật, con mới nghĩ rằng đấy là quả báo và nghiệp báo của con bây giờ. Trong kinh Nhân Quả có dạy rằng là muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay, muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. A-di-đà Phật. Ơn xin cảm ơn cô đã nhiệt tình tham gia chương trình. Xin kính chúc cô luôn tinh tấn để gặt hái được niềm an vui trong giáo lý nhà Phật. Và giờ đây, tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình này, có đôi lời nhận định. Xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Ngộ Chân Thành. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ thứ 24 này, chúng ta đã được nghe cô Luyến tâm sự về cuộc đời của mình. Qua đó, chúng ta cũng có thể chia cuộc đời của cô ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ lúc sinh ra cho đến khi lập gia đình. Giai đoạn thứ hai, từ lúc lập gia đình cho đến khi gặp Phật Pháp. Và giai đoạn thứ ba, sau khi gặp Phật Pháp, có được những cái lợi ích an lạc trong cuộc sống. Trong hai giai đoạn đầu, chúng ta đã nghe cô tâm sự về cuộc đời của mình khi sinh ra trong gia đình rất là nghèo khổ, và bản thân cô cũng đã chịu đựng những cảnh khổ trong gia đình. Ai cũng vậy, tâm lý khi mà mình bị những cái khổ, cái nghèo của gia đình, mong muốn thoát ly cái khổ đó, đa phần là chúng ta nghĩ đến việc mình sẽ lập gia đình để đổi đời, để tìm được cái hạnh phúc, sự giàu sang, thoát khỏi cái nghèo, cái khổ của gia đình. Đối với hoàn cảnh của cô, tưởng chừng rằng lấy được một người chồng giàu có sẽ bớt đi nỗi khổ. Thế nhưng khi lấy chồng, khổ về chồng và lại khổ về gia đình của chồng. Như quý vị cũng đã được nghe cô kể, gia đình chồng hắt hủi. Thậm chí đối với một người cháu nội của mình, ngày Tết mà cũng không cho được món ăn gì ngon, để hai mẹ con phải lấy muối để ăn cơm thay vào thức ăn. Sau đó do áp lực của người cha chồng nên người chồng đã bỏ đi. Cô bơ vơ cũng đau khổ, hận đời, đã nhiều lần muốn kết liễu cuộc đời của mình và nghĩ rằng chết là giải thoát được hết tất cả mọi nỗi khổ đau trên cuộc đời này. Thế nhưng trải qua rất là nhiều lần tự tử không thành, sau đó cô lại tiếp tục bước thêm bước nữa và lấy thêm một người chồng. Nghĩ rằng chồng trước mình đã khổ, có lẽ lấy người chồng sau này đỡ khổ hơn. Thế nhưng rồi cái khổ nó cũng vẫn cứ đeo theo.
Người chồng trước là gia đình giàu có. Đã gia đình giàu có, khi con lấy một người vợ phải là môn đăng hộ đối. Thế nhưng con mình lại lấy nhầm một cô nhà quá nghèo. Từ đó mà với cái tư tưởng phong kiến của các cụ ngày xưa, cảm thấy đó là một cái nỗi nhục, nên đã giày vò, đã làm mọi cách để cho cái người con trai mình bỏ vợ. Đến khi lấy người chồng thứ hai thì lại cũng gặp gia đình chồng nữa. Gia đình chồng lại ghép vào cái tội là trai tơ mà đi lấy gái có chồng. Cho nên đó là người cha chồng lại tiếp tục hắt hủi, xua đuổi. Và sự hắt hủi, xua đuổi đó, theo lẽ người chồng phải thông cảm và thương vợ mình, ngược lại có lúc lại trút cái giận đó lên vợ mình, rồi đánh đập cả vợ của mình. Qua những cái nỗi khổ đó thì chúng ta thấy rằng trong hai trường hợp thì trường hợp thứ nhất là khi sinh ra đã gặp những cái nỗi khổ, khổ về nghèo, về đói, về hoàn cảnh. Đến khi lập gia đình lại khổ vì chồng, khổ vì bố chồng. Vậy cái nỗi khổ sau đó là chắc chắn rằng ai cũng nói do mình. Còn cái nỗi khổ trước thì là do ai? Cũng do mình luôn. Nếu chúng ta nhìn gần thì nỗi khổ sau rõ ràng là do mình rồi. Còn nỗi khổ trước, đôi khi mình lại nghĩ rằng đó là do trời. Thực ra khi chúng ta là người học Phật sẽ hiểu được tất cả đều do nhân quả. Tại sao cũng là người, tại sao cũng sinh ra đồng thời, đồng hoàn cảnh, nhưng có những cô gái mới sinh ra được hưởng rất nhiều thứ hạnh phúc của cha mẹ, hoàn cảnh gia đình giàu có sung sướng. Còn mình cũng sinh ra nhưng trong hoàn cảnh rất là nghèo khổ. Vậy thì không có quả nào lại không có nguyên nhân. Cái nghèo, cái khổ của mình cũng là do trong quá khứ mà mình đã gây tạo, ngày hôm nay mình phải chịu cái quả khổ đó. Vậy thì nếu là cái người học Phật, chúng ta không nên trách ai cả. Riêng sau khi đi lấy chồng thì rõ ràng rằng lấy chồng đó là tự chúng ta tạo cho mình cái khổ, chứ còn không ai tạo cho mình cả. Nghĩ rằng đi lấy chồng để thoát khỏi khổ, nhưng không ngờ mình lại đưa cái cổ mình vào cái chồng. Hay nói cách khác là con chim mà bị nhốt vào trong lòng. Sau cái khổ, người chồng thứ nhất vẫn còn chưa sợ. Tiếp tục lại chui vào cái lòng nữa để khổ. Thì chúng ta thấy nếu mà xét ra, bây giờ mình ngồi nghĩ lại, đâu có phải ai bắt mình khổ đâu. Thấy không quý vị, cứ suy nghĩ coi. Tự mình đưa cái cổ mình vào trọng thôi, chứ không ai bắt mình khổ cả. Rồi trong cuộc sống đôi khi á, chúng ta chưa hiểu được điều đó. Nhiều người á cứ than nó, trời ơi thầy ơi, mấy chồng con như thế này, chồng con như thế kia. Chúng tôi hỏi, ủa ai biểu lấy ổng chi để kêu rồi khổ. Cho nên sau khi có gặp được Phật Pháp thì cái suy nghĩ nó đã khác, đã có sự thay đổi, đã có sự tiến bộ.
Có nghĩa là khi hiểu được Phật Pháp rồi mới biết rằng có nhân thì có quả. Tất cả các cái khổ đến với mình không phải do ai cả, mà do chính mình tạo ra. Qua đây chúng ta thấy rằng sau khi cũng là một cuộc sống đó, cũng là người chồng đó, trước đây cố rất là khổ, bây giờ hiểu Phật Pháp rồi, cái khổ đó lại không còn nữa. Ngược lại với một cái sự tha thiết, với một lòng tin chân thành, giống như là cái người chết chìm vớ được cái chiếc phao. Khi hiểu được Phật Pháp rồi, cô cảm thấy quá sung sướng và quá hạnh phúc. Từ đó chính cái niềm tin và cái sự tu tập của bản thân cô đã cảm hóa được chồng, được gia đình, được cả những người xung quanh. Đây là một sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Và chúng ta thấy rất là rõ, một mình cô đã hướng dẫn cho 60 người đi quy y Tam Bảo, độ cho được người chồng của mình. Trước đây cũng đã từng hành hạ đánh đập mình, rồi bây giờ lại biết thương yêu mà sẵn sàng để cho người vợ thảnh thơi lo tu tập và để đi giáo hóa những người khác cùng tu tập. Chúng ta thấy Phật Pháp rất là vi diệu ở chỗ đó. Nếu tất cả mọi người chúng ta ai cũng nhận thức được Phật Pháp, hiểu được lời Phật dạy và sống đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn rằng sẽ có kết quả ở không những hiện tại và cả vị lai. Bởi qua cuộc đời của cô chúng ta cũng đã thấy rất rõ rồi. Nếu không có Phật Pháp, có lẽ cuộc đời của cô sẽ còn khổ nhiều. Và chính như bản thân cô cũng đã nói, nếu mà gặp được Phật Pháp sớm thì có lẽ cái nỗi khổ nó sẽ bớt đi, cái niềm hạnh phúc sẽ tăng lên. Nếu không có nhân duyên thì cũng khó gặp Phật Pháp lắm. Có nhiều người quý vị thấy cuộc đời họ khổ, càng khổ và cuối cùng đi đến cái kết liễu cuộc đời trong đau khổ. Còn cô Luyến ở đây mặc dù cũng là khổ đấy, nhưng rất là may mắn đủ cái duyên để được gặp Phật Pháp. Từ khi gặp Phật Pháp đã chuyển hóa được cuộc đời của mình, và không những chuyển hóa cuộc đời của mình, của gia đình mình, và đã góp phần giúp cho mọi người xung quanh mình đều hiểu được Phật Pháp. Cho nên trước đây chúng tôi cũng hay khuyên các Phật tử, những vị đã hiểu Phật Pháp, mỗi người nên với tấm lòng của mình, sau khi thực hành lời Phật dạy thấy có lợi ích, mình nên phát tâm đem lời Phật dạy đó đến với tất cả mọi người để giúp cho họ hiểu Phật Pháp, biết tu, biết hướng thiện, hướng thường. Một người chúng ta nên phát nguyện làm sao giáo hóa được ít lắm là 10 người. Quý vị thấy điều đó có khó không? Khó không? Không, thấy nói hơi nhỏ. Chúng ta nên phát nguyện mỗi người làm sao giáo hóa được 10 người. Thì cứ như thế nhân lên, chúng tôi tin chắc rằng là cái thế giới của chúng ta sẽ bớt đi những cái đau khổ, bớt đi những con người gây tạo tội lỗi, mà cuộc đời này sẽ có thể mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thì qua câu chuyện của cô Luyến này, chúng tôi muốn tóm tắt lại. Thứ nhất là vấn đề nhân quả, nghiệp báo. Nghĩa là cái nghèo, cái khổ của mình không phải do ai cả, chính do mình tạo, và mình phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình, hoặc là trong quá khứ, trong hiện tại. Thứ hai, ở đây muốn nói lên vấn đề môn đăng hộ đối. Quan điểm phong kiến của các cụ ngày xưa, làm thế nào đó chúng ta phải từ từ tháo gỡ. Nghĩa là
vấn đề vợ chồng của con mình là do con mình quyết định. Không nên theo cách nghĩ ngày xưa, nghĩa là gia đình mình giàu thì phải lấy người giàu chứ không lấy người nghèo. Như vậy thì cái việc lấy vợ lấy chồng là do cha mẹ lấy cho con, mà đôi khi á con mình không thương, mình đã tạo cho cái hạnh phúc gia đình của con mình không được tốt. Do vậy cái việc quyết định lấy vợ lấy chồng đó là do con mình. Còn mình á chỉ là người tư vấn, có thể là khuyên con, có thể là nhắc nhở những điều gì đó, hoặc là cảnh báo những điều gì đó mà mình biết được, chứ không nên bắt ép con mình phải lấy vợ lấy chồng theo ý của mình. Bởi vì cuộc đời của cô chúng ta thấy rất rõ, lấy chồng lần trước cũng rơi vào hoàn cảnh như thế, vừa lấy chồng lần sau cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Vì hai cái hoàn cảnh này gây nên cái đau khổ cho vợ chồng. Lần trước thì cũng do áp lực của gia đình khiến cho người chồng cổ phải bỏ nhà ra đi. Rồi lần thứ hai á, là cũng vì gia đình mà người chồng lại trút cái tội đó lên đầu người vợ của mình. Chúng ta phải xóa đi cái tư tưởng về môn đăng hộ đối. Còn việc vợ chồng khi lấy nhau biết đâu nghèo nhưng mà người ta có hạnh phúc, và người ta có thể tạo dựng được của cải vật chất. Thì qua đây thì chúng ta thấy về cuộc đời của cô Luyến, mặc dù bước đầu gặp những khó khăn, cực khổ, thế nhưng về sau là nhờ biết Phật Pháp đã tạo dựng cho cuộc đời của mình được an vui, được hạnh phúc, mà không những cho bản thân mình, cho gia đình và cho mọi người xung quanh mình. Thì cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho cô luôn được đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học, và có thể tiếp tục cái công việc giúp cho nhiều người hiểu được Phật Pháp, đến với Phật Pháp. Và cuối cùng xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.